Hello. Dạ con kính chào ông bà cô chú anh chị và tất cả các bạn nha. Thì hôm nay nhóm con có nhận được thùng quà của một mạnh thường quân ở bên Mỹ và xin phép được giấu tên. Thì gửi về là 2 thùng, nhưng mà trước mắt thì con nhận được 1 thùng rồi, còn thùng sau á, còn thùng còn lại thì đang gửi sau. Thì thùng quà này á là mạnh thường quân gửi về là dụng cụ để hỗ trợ quay phim. Trước khi nhóm khui thùng quà thì con cũng có đôi lời gửi đến mạnh thường quân. Cảm ơn mạnh thường quân rất là nhiều đã quan tâm và hỗ trợ giúp đỡ cho nhóm. Chúc cho mạnh thường quân dồi dào sức khỏe và gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu khui thùng quà. Bây Dạ. giờ để em xin phép em khui nha. Mình cầm tay trái nữa chứ. Cái này chỉ là dụng cụ để hỗ trợ cái máy quay thôi, chứ không có bánh kẹo gì của hai đứa hết Hai đứa vô đây ngồi cho có lễ thôi. Đừng có mong đợi nha. Cái thùng kia gửi một lượt đó mà không hiểu làm sao mà cứ nó giao trễ hoài tài, không biết làm sao nữa. Cái đó này lạp xưởng, kính của kính camera, đèn, rồi đèn chăn camera, camera, rồi cái lục gì, cục miro, cái cục hả, cục cái hay là cục lục micro, cái cục micro, cục cục micro. Này là gì? Có lạp xưởng ăn được. Đang ăn mừng quá. lạp xưởng này đó là nấu cái gì, nấu cơm tấm lặn mình ăn mừng, dụng cụ hỗ trợ máy quay. Wow. Cái Là cái gì ta? có cái này gì bỏ vô lại cái hộp được vậy hả? Cha mới vô hả cha? Ngoại mới Cha đợi vô. con tí xíu, con đang khui quà. Ủa da mô phạt rớt cái gì? Mấy con ốc nhỏ nhỏ là mấy đứa cẩn thận nha. Ồ, cái này là cái chân chống 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 rung. Ồ đã quá, cái này nó điều khiển trên đây luôn. Ồ zoom nè, zoom trên này luôn nè. Ồ không phải. Đây 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 đây. Zoom rồi mo rồi photo là chụp hình. Ồ nhiều quá. Cái này nó đầy đủ chức năng luôn nè. Còn này gì ta? Để nghiên cứu rồi coi là có nó có sách hướng dẫn hay gì không, để nghiên cứu lại nữa hỏi chị lại coi coi. Cái này cái mít này vậy hả? Ồ mấy cái này nhỏ nhỏ để mình hỏi chị lại, để mình gáp cho mới được, chứ cái này mình không biết đường gáp rồi. Thầy Ngân ơi, này nãy con lấy đâu à? Trong đây nè. Trong Vậy là đây một để cái trong này để qua bên đây đi. Cảm ơn. Cảm ơn hỏi chị được không? Được. Rồi cái mít này. Cái mít hả? Này cái micro hả? Ồ cái micro rồi hai cái này nữa. Chưa 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 chưa, để coi coi. Nè nè nè, cái micro. Micro Đây. Mấy người? Như có 2 cái vậy. 2 cái. Nè đây nó là ngọc. Đây. Chút mình test luôn. Dạ. Wow. Cái này cái gì? Đọc tiếng Việt đi ha, Sokani đi ha. Thôi mình cứ bước vậy đi. Im quá rồi. Xịn lắm luôn á. Cái này xài tốt lắm nè. Nè cái này gắn vô, cái này chống gió. Dạ. Cái này nữa. Rồi cái này 2 cọng dây, một cái là hỗ trợ là điện thoại, một cái là máy quay. Máy quay. Đúng rồi. Còn cái này là cái mic. Chu đáo quá. Cái Cái này mic. là phải đâm vô đây đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đâm là vô đây đeo đeo trên người, đeo trên người xong rồi cái đầu ngắn ngắn này nè, mấy mấy nói qua cái máy quay nè, đang coi đây, đây còn 1 cọng nữa nè, 2 cái này là cái nói qua cái máy quay nè. Nè cái này đây nói máy quay với cái điện thoại nè, đúng không? Dạ. Và 2 cái này thì mình hiểu rồi nè, để xem coi có cái nào chưa hiểu, có cái trong đây thì mình chưa có biết đường gáp, để mình hỏi lại đi. Còn cái này là cái chăn gì á? Chăn gì á mấy đứa?
không biết nữa. Cái này còn cái hộp này nữa nè. Dạ. Khui cái hộp này ra thử coi bên trong. Cái này để mình hỏi chị lại đi chứ mình không gành nữa. Cái đó là cái gì nữa cơ? Đâu? Còn đèn cái này LED đó, TV gì ấy, không biết nữa. Giống cái đèn quá à. Cái đèn hỗ trợ máy quay cho bóng tối á. Ồ đúng rồi, cái đèn. Cái chui. Ồ nó nhiều nút quá. Để từ từ mình nghiên cứu đi. Bây giờ mình cũng chưa có biết sử dụng chính xác lại này. Cái này là sạc pin, cái này là cáp để sạc quá. Tiếng gì đâu không hả? Học lớp 8 mà hỏi tiếng gì đâu không hả? Là cái này đó hả, cái đèn. Rồi cái đó cái gì á? Cái này hả? Cái ống kính. Ống kính đúng rồi. Cái ống mà để gắn vô cái máy quay á. Đúng rồi, đúng rồi. Gắn vô cái nó lòi ra. Giải thích cực kỳ thuyết phục luôn đó. Là tại thấy chụp hình đó, người ta hay bấm cái tạch cái này nó xuất hiện nè. Là hai cái này hả? Rồi cái này hình như mình chưa có biết sử dụng. Yeah. Sử dụng lắm á. Này dặn dặn. Mình không biết là nó. Để mình hỏi lại đi rồi mình mới biết đường. Còn hai cái này không biết lắp ở đâu nữa. Đâu rồi, cái hộp này nó có hướng dẫn sử dụng không? Giữ mấy cái miếng giấy lại hàng nha mấy đứa. Nè, trong để mình nhìn theo có để nè. Ừ, bây giờ mình ừ. Wow. Đẹp quá ta. Ai tặng hả? Ngoài Út mua. Út mua hả? Chàng ơi, rồi đi học về có thương mẹ không? Thương mẹ mới nhầm về. Bỏ dép xuống phanh tay lại. Chàng chị ngân. Ngọc mới đi học. Rồi còn hai chị này. Thôi. Rồi thôi đi vô đi con, đi vô đi. Nè vô nhà với ông mày. Nè. Rồi, cái này vô đi. Rồi mang bịch. Ba bịch lạp xưởng. Lạp xưởng mai quế lộ heo. Wow. Rồi, vậy là sắp có ăn cơm tấm rồi. gửi lời cảm ơn đi Ngọc ơi. Dạ. Dạ. Rồi, cô bài gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân đi. Dạ. Dạ, một lần nữa thì cả nhóm cũng gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân. Chúc Mạnh Thường Quân là dồi dào sức khỏe và gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống nha. Và dạ. Tám cũng gửi lời cảm ơn. Thì em cũng cảm ơn đến Mạnh Thường Quân giấu tên nha. Thì em cũng chúc cho Mạnh Thường Quân có thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong công việc lẫn cuộc sống nha. Thì đây là phần 1, còn phần 2 khi mà em nhận được cái thùng quà thứ hai đó thì em sẽ khui nữa. Rồi. Yeah. Vậy bây giờ mình kết thúc đây đi. Dạ. Yeah. Ừ. Rồi. Dạ thì video của con ấy chưa hết, còn nữa. Bây giờ mình chỉ kết thúc rồi, mình tạm chào thôi. Dạ, tại vì niềm vui còn nhân đôi nữa. Đúng rồi. Đúng bây rồi. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhau video sau nha. Bye bye. Chào cả nhà nha. Cái thùng quà thứ hai này mình đã nhận được rồi. Giờ mình sẽ khui qua, tại vì thùng này là mình nhận sau. Thùng này có vẻ nhỏ hơn thùng trước á, thấy không? Ừ. Cái tấm đầu tìm cái chỗ. À đây cái miếng ở dưới. Đây, tấm ngọc ngang qua cái này á. À. Thùng thứ hai này cũng là này dụng cụ để mà dụng cụ quay. Quay. Dạ. Gửi hai thùng lượt đó mà sao mà tới lần nào cũng vậy chân, cũng thùng trước thùng sau không biết nữa. Cũng cách không có xa ha, nó cách khoảng mấy ngày cũng có. Hai ngày sau, ba ngày gì đó, hai ba ngày. Cách đây cái tay. Đây cái tay kìa. Ủa? Dạo tóc. Dầu gội đầu. Dầu gội đầu này của ông ngoại, bà ngoại gửi kèm theo. Này là cái gì? Lover hả? Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Sầm phu là dầu gội. Hai chai, ông ngoại một chai, bà ngoại một chai. Này cũng sầm phu luôn. Nhưng mà Thường Quân chu đáo quá. Cảm ơn ông ngoại, bà ngoại. Cảm ơn Thường Quân rất là nhiều nha. Wow, cái này không dây thì phải á. Có dây không? Đây cộng dây trên. Wow.
Dạ em cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều lắm nha. Dạ em chúc cho Mạnh Thường Quân có thật nhiều sức khỏe nha. Cái này dụng cụ cái này nó mới quan trọng nè. Cái này cái đó là gì? Cái giọng nói của mình nè. Cái micro mà để nói chuyện cho lớn đó. Ừ. Rồi. Đúng không? Thùng này dạ. Chỉ có cái mic này thôi, bộ mic này với hai chai dầu. À, đặc biệt là cái luôn. Này thôi hả? Để thử nè. Cái đó gì nữa hả? Cái này nữa nè, con không biết nữa nè. Cục sạc hay vậy? Chắc vậy quá, là trong này có cọng dây, chắc là cục sạc. Hôm bữa cái thùng trước mình nhận là cái len á, cái len gắn vô cái máy quay á, công tắc len. Cái len. Cái cục pin. Cục pin, cái len mình quấn giống như cái ống kính vậy đó. Quấn vô cho nó xóa cái phòng á. Xóa phòng nó đẹp hơn là không có cái đó. Này pin hả? Rồi vậy mình khui cái thùng này đi ha. Dạ. Ủa này làm sao ta? Test liền tay chỗ. Này kéo ra đúng không? Kéo vô thôi có ra. Ừ rồi được rồi được rồi. Nó là gì? Cái hộp nó đẹp quá ha. Hai mươi người đăng ký này sử dụng nữa. Wow. Đúng pin hả? Pin gì? 3 mít luôn. Cái đó là công tắc. Nút như này. Ừ. Còn có dây không? Có dây. Này có dây. Này này có dây. Ủa hộp đó hộp gì vậy? Cục sạc quá. Không biết luôn. Chắc là cục sạc đó. Mấy loại này là nó phải có máy sạc. Ồ. Đẹp quá. Gì đang cục người ta. Cái dây. Dây để mình thay thế chống gió rồi với mấy cái kia đồ đó. Rồi ok. Kém nó ra coi. Cục. Ủa. Cái này là cái sao có trường lộn. Cái nha ấy để sạc mô phật nè. Ủa, này là này dùng cho cái dây. Để nữa mình hỏi lại đi. Cái nào không biết thì mình hỏi lại. Yeah. Còn mấy cái này là cái mic đeo nè. Mấy cái này toàn là không biết không á. Cái này mình là mic đeo nè. Thấy. Để mình test luôn. Để gắn vô test luôn thôi. Xem nghe nó làm sao. Nói chuyện à. Alo 1234. Alo 1234. Nãy thử là ca thử một bản rồi. 8 ca luôn. Ngọc hát thử một bản rồi nó đã rõ không? Vậy gì? Để cho nó vô cái bạn ơi. Hát bản ơi. Hai chị Ngọc mới phim rồi kẹp đây. Kẹp đâu? Cái này nè. Thấy mấy người đóng phim hay kẹp đây nè. Kẹp ngay trước một mẹ hả? Đúng rồi. Ủa sao không kẹp cái mic ngay đây mà lại kẹp cái này? Cái của tám nó chưa có sạc pin bởi vì nó tắt nguồn hoài à. Tại mình mới lấy ra chưa có sạc pin nè, mình test thử nè. Dạ. Hát thử bản đi Ngọc, hát thử coi nó nghe nó rõ không Ngọc? Nó đầy mới được. Nè, của chị Ngọc màu đỏ đỏ nè, của em màu xanh hết. Ca thử bản đi, ca bán gì cũng được. Buồn lái máy bay chị Ngọc. Hát không nổi nữa. Coi coi nó làm sao. Cái này nó pin yếu rồi nè. Mày duyên phận đi, phận là con gái cho một lần. Làm đi. Bây giờ. What? Trời quá im rồi hết tắt. Quá lịch sự. Cái này hình như là pin pin gắn vô máy quay thì phải á. Pin gắn máy quay nè, chứ không phải chứ cái mấy cái này sạc bằng ấy rồi. Dạ, nó có dây sạc riêng đó. Đúng rồi. Này chắc là tặng trong máy quay quá. Dạ, tại vì con thấy là cái hộp này là nó nguyên một cái combo của cái mic nè. Cái pin. Còn cái này nó mới riêng đúng không? Dạ, nó riêng ở trong cái hộp này nè. Một cái cọng dây nãy Ngân lấy ra nè. Có nghĩa là cái chui để mà sạc hay sao á. Đúng rồi. Để nghiên cứu lại. Dạ. Cảm ơn thay mặt ông ngoại cảm ơn luôn dạ. Nha. Dạ. Cũng thay mặt ông ngoại bà ngoại chào cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều nha. Không biết nói gì hơn, một lần nữa gửi lời cảm ơn tới Mạnh Thường Quân và chúc cho Mạnh Thường Quân là dồi dào sức khỏe nè, gặp được nhiều may mắn trong công việc, thuận lợi trong cuộc sống. Và mình cũng chúc cả nhà là cuối tuần vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha. Và bây giờ video của mình đã hết, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Xin chào. Yeah.